Văn và 63. Đây là mặt đường rộng 22 m. Đường vào chung cư Kim Lan Bạch Bàn 2 và hồ vào mặt đường rộng 22 m. Sau vườn tàu để về nối lên 5 m. Trước mặt là chung cư Kim Lan Thạch Bàn. Cuối ngõ này là dự án Thạch Bàn Elegant Villa. Đường của mình hết máu và tháo băng tự nhiên.